Sáng ngày 18 tháng 11, Ban Công tác Mặt trận thôn Lương Đường, xã Hòa Bình, long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Ngày hội nhằm tập hợp, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong cộng đồng, khu dân cư, phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân, tiếp tục khẳng định vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân. Về dự ngày hội có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể xã Hòa Bình và lãnh đạo các chi hội, đoàn thể ở thôn cùng đông đảo bà con nhân dân thôn Lương Đường. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 92 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, truyền thống cách mạng của quê hương, Ban Công tác Mặt trận thôn Lương Đường đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng phát triển, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác mặt trận trong tình hình mới, góp phần quan trọng cùng với cán bộ và nhân dân xã Hòa Bình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Thôn Lương Đường có 554 hộ gia đình với trên 2.000 nhân khẩu. Thời gian qua, tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lương Đường tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường. Ban Công tác Mặt trận thôn Lương Đường tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhân dân trong thôn đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, phấn đấu làm giàu chính đáng, đời sống tinh thần của nhân dân trong thôn không ngừng được cải thiện. Trong những năm qua, các dòng họ trong thôn tích cực vận động các gia đình chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt các quy định của địa phương, cũng như quy ước của dòng họ, khen thưởng kịp thời cho các cháu học sinh giỏi, thi đỗ đại học, gia đình tiêu biểu, tiếp tục khôi phục các bản sắc văn hóa trong dòng họ, ứng dụng tốt các khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi. Ban Công tác Mặt trận thôn đã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sức khỏe của nhân dân, công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, công tác xây dựng bảo vệ cảnh quan môi trường, phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận thôn đã thông qua quyết định biểu dương 507 gia đình đạt gia đình văn hóa và 20 năm gia đình văn hóa tiêu biểu. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phạm Văn Trúc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Bình, ghi nhận những nỗ lực mà Ban Công tác Mặt trận thôn Lương Đường đã đạt được, những thành tích của các tập thể và cá nhân trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng khu dân cư. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, nhân dân thôn Lương Đường tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức tốt các hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội, tích cực phòng chống tội phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các công trình, các mô hình đã đăng ký thi đua trong ngày hội. Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận thôn Lương Đường tổ chức phát động đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, Ban Công tác Mặt trận thôn Lương Đường đã gửi các phần quà để khen thưởng cho các cháu thi đỗ đại học, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập và học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi huyện và thành phố. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo xã cùng toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Lương Đường đã tổ chức lễ viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương và dành một phút mặc niệm với lòng thành kính biết ơn và tưởng nhớ sâu sắc đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.